bán review full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thổ. Tập 7, phần 3. Không đâu, không phải kiểu người đó. Anh ấy là cảnh sát. Không lẽ là cái người cảnh sát đó hả? Ừ. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Chắc anh ấy mê sự thông minh và xinh đẹp của mình. Ngày mai nha, mình sẽ hẹn bệnh viện tâm thần cho cậu. Cậu nhớ tới đó rồi chích cho đủ liều ha. Trời ơi, bệnh nặng quá rồi. Ngủ đi, bệnh này khó chữa lắm đó. Búp bê được tặng mình lúc 7 tuổi. Công chúa của ba, chúc mừng sinh nhật. Mình cũng cần một người lớn trong cuộc đời mình, lâu dài. Đi thôi trưởng phòng. Gà bia, gà bia, gà bia, gà bia, gà bia, gà bia. Trưởng phòng, trưởng phòng, trưởng phòng. Thôi mình đi đi. Trưởng phòng. Trước khi gặp phải những chuyện giống như hôm nay, phải nhanh chóng quay lại cơ thể của mình mới được. Nè đi thôi. Ai sẽ thiệt tình. Trời ơi, suýt nữa bị tốn mất tiêu rồi. Trời ơi, với cái đà này, ống điếu sẽ sớm trở thành đại gia mất hồn. Trời ơi, có 210.000 à? Sao mà đủ tiền phẫu thuật cho anh Suchan bây giờ chứ? Cái gì? Là gì viện phí của anh sao? Anh Suchan à, anh đừng có lo nha. Em sẽ đi móc túi nhiều hơn nữa, và sẽ mời được bác sĩ giỏi nhất. Anh sẽ được làm phẫu thuật sớm thôi. Anh hãy tin em đi nha. Chắc đi mất thổi của bông súc. Nếu như mà bị bắt thì phải làm sao đây? Để nghĩ cách coi. Trước tiên mình phải nhập vô cơ thể của cảnh sát cha đã. Sau đó nhanh chóng giải quyết việc này. Phải giải quyết thôi, giải quyết sớm thôi. Chỉ mình tên cha Đông Tắc có thể nghe thấy được giọng của mình thôi mà. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Sao quen vậy ta? Rõ ràng là mình đã nhìn thấy chiếc vòng cổ đó đâu rồi. Chiếc vòng cổ mà anh đang đeo, cái đó anh đã đeo nó từ khi nào vậy? Không để đứa bé đó. Chỉ là vô tình nhưng liên tục dính líu tới một người đàn ông thì phải làm sao? Mà người đó là một cảnh sát nữa. Nhưng mà nè, sao cô lại dính tới cảnh sát vậy? Bởi vậy mới nói. Cho hỏi cô kiếm tiền làm gì? Để đóng tiền học phí đại học. Phí giới thiệu việc làm mỗi tháng sẽ trừ 30% đó. Cái gì? Sao mà bị trừ nhiều quá vậy hả? Thật ra thì chúng tôi cũng có cách để không bị trừ tiền lương. Lại là công ty giới thiệu việc làm. Chọn nhầm công ty là khổ dài dài luôn đó. Đi làm vất vả, lương thấp lại còn bị trừ lương ra trả phí. Ôi, con bé đó còn nhỏ mà, chưa gì đã chuẩn bị phải nếm trải sự đời rồi. Thầy giúp cô bé đó đi. Nè chú à. Ôi, chú cái gì mà chú, sao lại gọi như vậy? Gọi là anh đi. Anh sao? Anh có một cô con gái giống như em, thi thoảng con bé cũng gọi là anh mà. Em đang cần tiền tiêu vặt đúng chứ? Có muốn tới chỗ nào đẹp đẽ cùng với anh hay không? Ê nè, ăn đi. Anh à. Dạ. Nhưng nhìn đi nhìn lại, giao diện của ông vẫn là ông chú già thôi. Cô lại hồi nãy chú nói muốn đi đâu đó với cô bé đáng tuổi con chú mà. Chú à, nơi tốt đẹp đó, đi cùng với tôi đi. Sao cô tự nhiên ăn nói trống không vậy chứ? Xài kính ngữ đầy đủ của tiếng Hàn đối với người giả tạo đeo mặt nạ lừa gạt người khác như chú. Tôi cảm thấy thật lãng phí nên thích nói trống không vậy đó. Cô bị điên rồi hả? Muốn chết hay gì mà dám? Ê nè, đánh đi. Tôi quen nhiều người làm cảnh sát lắm đó. Chắc phải ăn cơm tù mới tỉnh ra được. Alo, tôi đây. Cảnh sát cha sao? Tôi cần anh giúp vì tôi đang ở quán cà phê. Có một tên điên đang đòi đánh người ở đây. Cái con nhỏ này đúng là điên thiệt rồi mà. Chú hả? Chú đi đâu vậy hả? Dám đùa với mình sao chứ? Nè, em cũng đừng có sống như vậy. Bực bịch thiệt đó. Tại chị mà tôi vừa mất việc làm rồi thấy chưa? Nhỏ này, em có biết hồi nãy ông chú kia nói như vậy là định làm gì em không hả? Chỉ là tiền lương của tôi không bị trừ phí vô là được rồi. Em mà đi theo loại người đó thì sẽ hối hận đó. Thời gian mà cậu do dự là 5 giây. Hồi nãy cậu không nhịn được mà dùng nắm đấm cũng là 5 giây. Cậu có biết chỉ vì không nhịn trong 5 giây đó mà cuộc đời của cậu mất đi cái gì hay không? Khả năng. Nè, theo thời gian thì cũng sẽ tới lúc em phải trưởng thành mà thôi. Tuy nhiên, em sẽ không thể trở thành một người giống như mẫu người em từng mong ước được đâu. Vì sao? Vì em đang tự làm tuột mất khả năng biến ước mơ thành sự thật. Sau này bất kể em muốn quyết định hay làm gì, hãy nhớ cho kỹ, em phải suy nghĩ trong vòng 5 giây. Bởi vì 5 giây đó sẽ giúp em trở thành một người tuyệt vời mà em muốn. Nhớ lấy lời này của chị đó. Trời, vừa rồi là bà Thím đang dạy đời tôi ấy, hả? Thím làm ơn sống cuộc sống riêng của Thím đi. Cuộc đời của người khác thì liên quan gì tới Thím mà nói chứ. Ôi trời, lâu lắm rồi tôi mới sống như một người lớn có trách nhiệm với xã hội này vậy mà. Nè, nhìn móng tay của em đi nè. Thời gian này thì phải lo học hành đi chứ. Vậy thì mới trở thành một người lớn đáng tự hào giống như chị được. Chắc là Thím không có bạn trai đâu đúng không? Cậu quần áo của Thím đang mặc kìa. Ôi trời, cậu không thèm trang điểm nữa. Rõ ràng là không có bạn trai rồi. Còn một móng tay này hả? Là sự ngầu lồi của riêng tôi đó. Không biết cậu lên mặt. Nè, em học trường nào? Chị nhớ mặt em rồi đó. Nhớ mặt em rồi đó nha. Em thử gặp mặt chị ở trên đường coi đi. Thím nổi giận là còn xấu xí hơn nữa kìa. Đồ bà Thím xấu xí. Bực mình quá đi. Ôi trời. Ôi. Trời ơi. Sao vậy trời? Trời, ai lại xả giận như vậy chứ? Chỗ này đâu phải sở thú. Quấy kỳ lạ thiệt. Đáng sợ hơn cô ấy là sự ngầu lòi của học sinh cấp 3 đó. Với tình huống khi nãy sẽ cần một người lớn trưởng thành hơn là một cảnh sát. Mình cũng muốn được thật ngầu giống như anh ấy. Thiệt tình. Nhưng mà mình lại hơi thiếu kỹ năng rồi. Có vẻ anh rảnh lắm thì phải. Ủa hay là anh thấy nhớ tôi quá phải không? Vì tôi có một bức hình rất muốn cho anh coi. Anh làm gì vậy? Bằng chứng chỉ ra anh không phải là kẻ giết người đã không còn nữa. Cái gì? Vậy nên anh đừng hé nửa lời. Cho tới khi nào tôi bắt được kẻ đã kêu anh nhận tội thay. Anh đừng bao giờ tự mở miệng khai ra. Tới giờ thì tôi phát hiện ra điều này. Cái tên tôi phải đối đầu là kẻ rất thú vị. Lần này anh sai rồi. Tôi không phải người đi nhận tội thay cho người khác. Được thôi. Từ giờ trở đi anh hãy cứ tiếp tục như vậy ha. Tôi đang tự hỏi ai là người đã gửi cho tôi bức hình này. Anh cũng tò mò có đúng không? Lưu trữ bằng chứng. có biết là anh trốn tiền ở chỗ nào mà vợ của anh không biết được không ạ? Anh để ở phòng lưu trữ bằng chứng đó. Cảnh sát chưa? Anh vẫn chưa siêu thoát nữa sao? Ôi trời ơi, thiệt tình à. Bộ anh cho tôi nhập vào cơ thể của anh khó lắm hả? Anh có phải là biết mặt kẻ đã giết người không đó? Đương nhiên là vậy. Anh đang sợ là tôi sẽ lừa anh hay sao? Vậy theo tôi tới chỗ này. Trung tâm điều tra khoa học quốc gia. Cảm ơn anh. Ôi thiệt tình, để vẽ được khuôn mặt cũng khó ghê ha. Vậy là mấy vụ án từ lâu rồi chắc sẽ khó. Chờ một chút. Ừ. Vụ án từ lâu rồi sao? Vụ án nào? Anh không cần biết đâu. Vì vậy, chuyện này rốt cuộc là có liên quan gì tới lý do mà anh muốn nhập vào tôi không? Là xong kìa. Xong. Hả? Xong. Hù. Nè, hết hồn. Thiệt tình. Anh giật mình hả? Cô có biết vẽ vời gì không?